hôm nay chúng ta cùng thưởng thức tiết mục Nam Việt trong tim tôi qua phần thể hiện của các em học sinh khối tiểu học cơ sở 5. Một lần nữa chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để khích lệ tinh thần các em ạ. Yêu thương và sẻ chia vì một tương lai tươi sáng.
vừa thưởng thức tiết mục Nam Việt trong tim tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hùng Cương qua phần thể hiện rất dễ thương đến từ các bạn tiểu học cơ sở 5. Một lần nữa xin cảm ơn các em rất nhiều. Hành trình nào cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, chúng tôi hiểu rằng môi trường học tập chất lượng sẽ mang đến cho học sinh một nền tảng vững chắc. Với phương pháp giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế, trách nhiệm và tận tâm, nơi đam mê được nuôi dưỡng và khơi nguồn cho những ước mơ, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt, trường chuẩn quốc tế